Chào em, trong cái video này thầy hướng dẫn chúng ta cái phần ta lấy 9.5 nhé. Trong cái này thì thực ra có hai kiểu hỏi thầy có đưa ra đây, thì trong mỗi kiểu hỏi thầy lấy một ví dụ, tức là một cái bài tập, còn lại thì các em tự làm. Nếu như mà những cái câu đó chúng ta làm mà thấy xem video mà làm vẫn thấy khó khăn thì chúng ta có thể yêu cầu chúng ta thầy giảng thêm cho các câu khác nhé. Em yêu cầu thì thầy làm không thôi. Đây thì có câu cái phần này thì thầy lấy từ câu 43 đến câu 49 đúng không? Thì đây thầy hướng dẫn câu 43 và câu 49 luôn. Ở câu 43 cho tam giác ABC. Cho tam giác ABC này. MNP là cái điểm mà xác định bởi cái vector MC bằng 3 lần MB. MC bằng 3 lần MB à? Thế thì M sang đây à? MC bằng 3 lần MB cùng chiều đúng không? Và điểm N sao cho vector NA bằng trừ 2 vector NB ngược chiều. NA bằng trừ 2 NB thì đây là N. AP bằng K là C sao cho MNP thẳng hàng. Đây, MNP, đây là điểm P. Đó. Tức là đây chúng ta sử dụng cái điều kiện là thẳng hàng của ba cái xem nó như thế nào. Đúng không? Thì ở trên lớp ấy thì thầy có hướng dẫn chúng ta một cái nội dung, nhưng có lẽ lâu lâu là sợ các bạn lại không nhớ nên thôi, thì cái mà thầy nội dung cơ bản đây. Còn cái thầy nói nâng cao thôi nhá, thầy hướng dẫn theo cái cách cơ bản vậy. Cái cơ bản đó là MNP thẳng hàng thì chắc là cái điểm này thầy kiểm tra kiến thức cơ bản này, tức là ba điểm thẳng hàng khi và chỉ khi là tồn tại một số thức k sao cho là vector MN chẳng hạn bằng k lần vector MP chẳng hạn, đúng không? Như thế thì nó sẽ thẳng hàng. Bây giờ thầy sẽ sử dụng cái điều này để ta tìm tìm cái số k này nhé. À, trong đây là đề đi câu trắc nghiệm nhưng mà thực tế là tự luận đấy nhé. Ok, để làm được cái việc này ấy thì thầy sẽ làm theo cái phương án mà cái câu tiếp theo cũng làm, tức là chúng ta chọn một cặp vectơ cơ sở. Chọn cặp vectơ cơ sở. Thì đây chúng ta chọn cặp vectơ cơ sở thì chúng ta chọn cái nào chúng ta chọn thôi, tùy. Nói chung là tùy nhá. Tùy chúng ta chọn như thế nào thì chọn. Ví dụ như ở đây ta chọn là ABAC cũng được mà BABC cũng được. Thì cái này nó thấy với cái bài toán này thấy là ABAC thì nó cũng chứa điểm M điểm N, và BABC nó cũng BC thì chứa điểm M mà BA chứa điểm N, còn CA CB thì cũng chứa P với M, cho nên là thực ra bài này chúng ta chọn cặp vectơ cơ sở nào cũng được. Với một điều nữa là khi mà yêu cầu thẳng hàng thì chúng ta chỉ cần chọn cặp vectơ cơ sở là đủ đấy, chứ không cần điều kiện gì cho cặp vectơ cơ sở đó. Đấy, cho nên cái bài này thì chúng ta có thể trình bày lời giải là chúng ta chọn cặp vectơ cơ sở nào cũng được nhé. Trình bày lời giải, ví dụ thầy trình bày lời giải nhé, và chúng ta chọn cặp vectơ cơ sở thì chúng ta biểu diễn theo nó thôi. Đấy, nhiệm vụ là biểu diễn theo nó thôi. Ví dụ đây là chọn cặp vectơ cơ sở là AB và AC đi, thì ví dụ thầy để cho nó dễ nhìn thì đặt vectơ AB là vectơ x nhá, vectơ AC là vectơ y. Đấy, bây giờ thì nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đi sử dụng cái điều này đúng không? Thì chúng ta sẽ đi biểu diễn cái vectơ MN rồi vectơ MP theo x và y. Rồi lắp vào đây thôi. Nhiệm vụ là như thế. Đấy, bây giờ thì chúng ta đi biểu diễn vectơ MN chẳng hạn này. Để biểu diễn vectơ MN thì như này. Chúng ta thấy là cái vectơ cơ sở chúng ta đều chọn là vectơ AB, vectơ AC, tức là có điểm đầu là A. Thì chúng ta xen cái điểm đầu vào. Thì xen thì chúng ta làm theo quy tắc trừ nó sẽ đẹp hơn. AN trừ DAM. Đúng không? Trong đó AN này chúng ta biểu diễn theo vectơ cơ sở là AB. Được, đúng không? AN theo AB là gì? AN thì bằng 2 phần 3 lần AB, tức là 2 phần 3 lần x. Thế còn AM thì sao? Đúng không? Thì AM thì như thế nào thì chúng ta phải biểu diễn AM thôi. Biểu diễn AM thì như thế này. Nếu như AM chúng ta không nó không nằm trên cái vector cơ sở thì chúng ta nhìn lại cái đề. Chúng ta lấy AM từ đây, từ cái đề nhá. Đấy, AM từ đây. Dạ thầy viết từ từ một chút thầy để cho các bạn nhìn.
đó, với này AM này, là theo giả thiết này, thì giả thiết thì là gì, vector MC bằng 3 lần vector MB, để có lần vector AM từ cái giả thiết này thì chúng ta lại xen gì, xen điểm A vào để có AM, tức là cái này sẽ là vector AC này trừ đi vector AM theo quy tắc trừ thế này này, cái MC này chính là AC trừ đi AM này, nó sẽ bằng là 3 lần vector AB, đúng không? 3 lần vector AB trừ đi gì, vector AM, đúng không? Như vậy thì vector AM ở đây nó sẽ bằng gì? Từ đó thì suy ra vector AM, đúng không? Chúng ta chuyển vế thôi, vector AM ở đây là 3 lần AM trừ 3 lần AM, ở đây trừ AM, chuyển lên đây là 2 lần AM. Như vậy nó sẽ là 3 lần vector AB, đấy, trừ đi vector AC trên 2, đúng không? Đấy, tức là trong cái trường hợp này thì sao? Thì ở đây 3 lần vector AB tức là 3 lần vector X trừ vector Y trên 2. Đó. Đây, ký hiệu là 1 chẳng hạn. Từ đó thì chúng ta từ đó thì suy ra được, lắp vào 1 đúng không? Như vậy là chúng ta suy ra vector MN lúc này đã biểu diễn theo X và Y. Tức là trước hết đây là 2 phần 3 X trừ đi AM, tức là trừ như này, 3 X trừ Y trên 2. Đấy, và rút gọn đi nhá, rút gọn đi chúng ta sẽ được là cái gì đây? Nhẹ nhẹ hay là 4 này, nhẩm này dễ sai ha. 4 trừ đi 3, 3 là 9, như vậy là 9 phần à quên, 4 trừ đi 9 là 5 à, trừ 5. Trừ 5 phần 6 X. Đúng không? Cộng với 1 phần 2 Y. Đó. Đấy, chúng ta suy ra vector MN như thế, đúng không? Như vậy là MN đã biểu diễn theo X và Y, thì còn gì nữa? Ví dụ như đây lại còn MP thì hoàn toàn tương tự thôi. Chúng ta có vector MP hoặc các em lấy vector NP cũng được nhé. Ví dụ lấy NP cho dễ đi. Vì bản thân N nó nằm trên vector cơ sở và P cũng thế. Thì đây, biểu thức này ta thay NP không sao. Điều kiện bảng hàng MN bằng K lần NP không sao mà. Như vậy NP này, NP thì nó sẽ là vector AP trừ đi vector AN, đúng không? AP trừ đi AN thì đây là gì? À, AP thì đấy, AP 1 phần 2, à quên, AP đề cho nhỉ, đấy là K lần AC. Như vậy AP là bằng K lần Y, đúng không? AC là Y mà. Trừ đi AN, như vậy AN là trừ đi 2 phần 3 lần X. Đấy, như vậy thì chúng ta đã biểu diễn được cái vector MN thì thông qua cái này, vector NP thì thông qua thế này. Bây giờ chúng ta có điều kiện 3 điểm thẳng hàng, đúng không? Đấy, 3 điểm M, N, P thẳng hàng. Khi và chỉ khi chúng ta có tồn tại một số thực nào đó, không lấy K nữa, để có K thì chúng ta lấy số khác đi. Tồn tại số thực T, sao cho là MN bằng T lần NP. Đó. Đấy, MN bằng T lần NP, hoặc là chúng ta thấy là vector MN với MP nó tỷ lệ cũng được. Nhá. Thì điểm này tương đương với gì? MN à? MN là hệ số của X là gì? Hệ số của X là trừ 5 phần 6 này. Đấy chưa? À, MN là cái số biết sẵn thì thầy lấy ngược lại cho đẹp nhé. T lần MN đi, bằng N lần NP đi. Vì MN là hệ số nó không chứa K, còn cái thằng này chứa K, đúng không? Thì T lần MN tức là trừ 5 phần 6 T. Hệ số của X là nhân T vào trừ 5 phần 6 T. Sẽ bằng đây là trừ 2 phần 3. Đúng không? Hệ số của X, hệ số của Y nhân T vào nó sẽ là 1 phần 2 T, tức là T trên 2. À, thì cái này là hệ số Y là K. Đó. Thì rõ ràng từ cái hệ này chúng ta suy ra K là chúng ta có giá trị cần tìm. Đúng không? Không biết là thầy biến đổi có đúng không? Em biến đổi lại rồi nhé. Sai thì chịu khó tự sửa. Yeah. Đó, tức là cái trong cái bài này thì chúng ta có thể làm như thế này. Thực ra thì cái loại này có nhiều cách, cái câu này có nhiều cách. Ta có thể làm từ cách lớp 9 hoặc là lớp 9, kẻ song song ra tính tỷ lệ rất là đẹp. Được chưa? Tùy thôi. Còn bạn nào là thôi sử dụng luôn Mendelewit là xong, đúng không? Nếu như thế thì cái bài này nó có lẽ là ra tự luận không hay lắm, đúng không? Bởi vì dùng cái Mendelewit thì xong thì còn như xong mất rồi.
Ok, đó là cả một cái như này thì tư duy của bạn đấy, tư duy thầy hướng dẫn thích kiểu này đấy nhá. Vector MN bằng K lần vector NP, biểu diễn MN thông qua cặp vector cơ sở, NP thông qua cặp vector cơ sở. Và khi biểu diễn thông qua cặp vector cơ sở mà gặp vector AM để chẳng hạn nó chưa theo cặp vector cơ sở thì chúng ta để ý cái giả thiết để chúng ta xem điểm A vào. Đấy, bạn nào mà chưa hiểu thì chúng ta xem lại nhé, dạy thầy giảng là ok nhé. Ok rồi, đó là câu 43 về sự thắng hàng. Chúng ta xem xét một cái câu câu 49 này. Câu 49 là lại liên quan đến vuông góc, nội dung na ná. Đây, câu 49 nội dung là na ná nhưng mà lại tìm để cho có cái sự vuông góc. Đây, tam giác ABC có một góc bằng một góc A bằng 120 độ. AB thì bằng 2A, AB bằng 2A. Lấy chừng nhá. ABC. Ở đây là 2A. Ở đây là A. M là trung điểm của AC. Đây là M là trung điểm của AC. Và N là điểm thuộc cạnh BC. Sao cho là BM vuông góc với AN. Đấy, ok. Đây đúng không? Tìm x. Rồi, biết là BN bằng x lần BC. Rồi ok. Trong cái bài này thì nó cũng na ná như cái bài trên. Chúng ta đầu tiên thì chúng ta cũng phải cái nội dung của nó thì chúng ta vẫn chọn cặp vector cơ sở. Nhưng mà với cái loại toán mà chứng minh vuông góc này, này hay sử dụng vuông góc này thì cặp vector cơ sở này nó cần có điều kiện. Cái điều kiện của nó là chúng ta phải biết độ dài. Đấy, phải biết độ dài của nó nhé. Và biết góc. Thì chúng ta mới làm được. Nó không giống như là chứng minh thẳng hàng thì chúng ta không cần hai cái điều này. Nhưng mà cái chứng minh cái sự vuông góc, sử dụng vuông góc thì chúng ta cần cái điều này. Góc và độ dài là chúng ta cần hai cái đó. Và như vậy thì trong cái tam giác này nếu người ta chỉ cho mình góc A thôi thì rõ ràng là vector cơ sở là B và AC. Nhưng với bài khác nếu cho góc B thì chúng ta phải chọn là BA và BC. Cho góc C phải chọn là CA và CB. Cái đó là rất quan trọng nhé. Các bạn phải phải rất quan trọng biết góc nhé. Ok. Rồi, sau khi chọn như thế thì chúng ta sẽ biểu diễn KN này này. Và gì nhỉ? Và BM này theo vector cơ sở. Đấy. Đây là biểu diễn cái D thôi, AN theo vector cơ sở và BM theo vector cơ sở. Biểu diễn xong thì vuông góc với nhau thì tích vuông hướng bằng không, vuông góc thì tích vuông hướng bằng không, vậy thôi. À, do đó thì ta có thể có cái lời giải cho cái bài này như sau, đúng không? Chúng ta chọn vector cơ sở, chúng ta có thể đặt đó, vector x là vector AB chẳng hạn, à, vector y là vector AC. Rồi ok, chúng ta biến đổi hai cái là vector BM và vector AN. Đó. Ví dụ đây là vector BM đi. Thì là gì? Để có được vector cơ sở thì chúng ta cần điểm đầu là A. Như vậy xem điểm A vào theo quy tắc trừ. Giống bên kia đúng không? Cái này đoạn này giống bên kia. Trừ đi AB. Rồi bây giờ AM này. AM thì đúng nằm trên vector cơ sở Y và bằng 1 phần 2 Y. Đấy, tức là cái AM này bằng 1 phần 2 Y. Còn gì? AB, AB chính là vector x đúng không? Trừ đi vector x. Rồi, ok, để đó. Như vậy chúng ta biểu diễn được ngay. Cái tiếp theo, bây giờ chúng ta cần biểu diễn vector AN đúng không? Cần biểu diễn vector AN thì không nằm trên hai vector cơ sở. Đấy. Cho nên chúng ta biểu diễn vector AN ở đâu? Thì chúng ta nhìn lại giả thiết. Đây, giả thiết đây. Giả thiết đây chúng ta có là vector BN bằng x lần BC. Thì chúng ta biến đổi từ đó. Tức là từ giả thiết là vector BN này bằng x lần vector BC giống có lúc nãy thôi. Bây giờ thì làm gì? Muốn biểu diễn thông qua vector cơ sở thì chúng ta phải xen điểm A vào. Đúng không? Xen A vào, xen điểm A vào là gì? Vector bản thân vector BN này sẽ là vector AN trừ đi vector AB. Còn vector BC thì nó sẽ là vector AC trừ đi vector AB theo quy tắc trừ. Đấy. À, bây giờ chúng ta rút AN ra thôi. Đúng không? Như vậy là vector AN này.
sẽ bằng này. Vector AB thì các bạn thay bằng x bằng à, xin lỗi đây ký hiệu hai cái x giống nhau nhỉ. À đây có x à, mà đây cũng x à. Thế thì thầy đặt khác đi chút nhá. Đặt khác đi chút nhá, không là nó bị trùng lặp A với B đi. Các bạn không đặt x với y nữa, đặt A với B em đỡ bị trùng. Như vậy đây là B. Đây là A. À, đây là x rồi, ok. Như vậy đây là vector AB này là trừ đi mà AB này là A đúng không? Vector A. Bằng đây là gì? X à? Ok, x là thôi nha, đây là A nha. Đấy, bằng x đó, A lại trùng với A này. Thôi được rồi, đợi UV đẹp hơn đúng không? Thôi kệ nó đi. AC là thực ra nó vẫn không sao đâu, một cái là vector, một cái là số nên không sao cả. Vector AC là B trừ đi vector AB là A. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ rút được vector AN này trong trường hợp này là bằng gì? X lần vector B trừ đi cộng với 1 trừ x lần vector A. Chúng ta nhóm cái A sang đúng không? Ok, như vậy là chúng ta đã thực hiện xong cái việc biến đổi hai cái vector cần thiết của đề là BM theo hai cặp vector cơ sở và AN theo cặp vector cơ sở. Rồi sau khi làm điều này thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái gì? Hai cái vuông góc với nhau thì tích vô hướng bằng không, đúng không? Hai cái vuông góc với nhau thì tích vô hướng bằng không. Thì ở chỗ này như vậy liên quan đến tích vô hướng thì chúng ta phải có về mặt không phải tọa độ thì chúng ta là sử dụng công thức là bằng tích vô hướng bằng tích độ dài nhân cos góc sen giữa, đúng không? Thì trước khi làm việc đó thì chúng ta phải tính được cái tích vô hướng của cặp vector cơ sở, tức là vector A nhân với vector B. Đây chúng ta có thể viết lên đây luôn nó đẹp hơn này. Đấy, chúng ta có vector A nhân vector B bằng gì? Bằng độ dài vector A. Độ dài vector A là độ dài của AB đúng không? Là bằng 2. 2A đấy. Độ dài vector B, độ dài vector AC là bằng A. Nhân với gì? Cốt góc giữa hai vector AB và AC là cốt 120 độ. Đó, và trong trường hợp này chúng ta tính cốt 120 độ ra thôi. Thì chúng ta sẽ được trong trường hợp này là cái tích này nó bằng trừ A bình, 120 độ bằng trừ 1 phần 2. Ok, vậy thì tích vô hướng của hai vector A và B bằng trừ A bình. Như vậy thì chúng ta sẽ có được cái AN vuông góc với BM. Nó xảy ra khi và chỉ khi vector AN nhân vector BM bằng số 0. Bây giờ vector hai cái vector này nhân lại với nhau thì thực ra là hai cái này này, hai cái này nhân lại với nhau đúng không? AN này chính là cái này. Còn BM chính là cái này. Như vậy chúng ta có là gì? X lần vector B cộng với 1 trừ x vector A là vector AN nhân với vector BM là gì? BM là đây 1 phần 2 lần vector B trừ đi vector A, đúng chưa? Và bây giờ chúng ta nhân như thế nào? Nhân thì các em để ý này, là vector B nhân vector B nó sẽ là vector B bình phương. Như vậy đây là x trên 2 vector B bình phương. Còn vector B nhân với vector A thì tí nữa là nó ra cái này nhá. Trừ đi thì x lần vector A nhân vector B này. Rồi cái này là cộng với 1 trừ x này nhân 1 phần 2 này vector A này nhân vector B này. Thấy chưa? Rồi cái này nhân với cái này là trừ đi 1 trừ x gì? Vector A bình phương. Đúng không? Cho bằng 0. Rồi bây giờ chúng ta thay số để chúng ta tìm kết quả. Thay số để tìm kết quả là gì? Vector B bình phương là gì? Là vector AC bình phương. Mà bình phương vô hướng là bằng bình phương độ dài. Thì cái đoạn này nó bằng A. Thì cái vector B bình phương nó sẽ là chính là A bình. Như vậy là đây là x trên 2 nhân với A bình. Vector A nhân vector B là bằng trừ A bình ở trên này đúng không? Nên chỗ này thành cộng x nhân với A bình. Vector A nhân vector B là trừ A bình như này. Đó, thì thầy đã chót với số cộng rồi. Chỗ này trừ A bình thì thầy đổi chỗ này thì tí là x trừ 1 trên 2 nhân với A bình. Rồi, còn vector A bình. Vector A bình chính là vector AB tất cả bình. Vector AB tất cả bình thì bình phương vô hướng bằng bình phương độ dài. Cho nên nó sẽ là 2A tất cả bình. Tức là nó sẽ là chỗ này là 4A bình. Đấy, trừ đi 1 trừ x nhân với 4A bình. Đúng không? Đấy, thì đây A là cạnh của cái tam giác này, cho nên nó là số dương, cho nên chúng ta có thể
rút gọn hết đi đúng không, rút gọn hết đi đúng không? Gọn cái này đi hiểu chưa, đó là viết xuống đây chúng ta chỉ cần viết là x trên 2 này cộng x này, cộng x trừ 1 trên 2 này trừ đi gì 4 lần 1 trừ x bằng 0 đó, thì giải phương trình này chúng ta sẽ có x thôi là xong đúng không. À rồi ok thế nhá, các em xem video mà làm bài tập khác mà thấy nó vẫn khó khăn thì bảo thầy hướng dẫn thêm, còn không thì thầy hướng dẫn hai bài như thế thôi nhá. Rồi bài anh em.